xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị một cái đoạn video ngắn test thực tế sử dụng 600 mét dây cáp 5A sử dụng cho thiết bị phô tuyến hàng rào kết hợp với trung tâm ZK 7. Thì hiện tại đây mình sử dụng hai con cáp 5A đấu nối tiếp. Thì ở đây thiết bị phô tuyến hàng rào thì mình sẽ sử dụng đấu theo kiểu thường đóng, sử dụng chân số 3 và chân số 4. Nguồn thì mình sẽ lấy trực tiếp từ trung tâm ra với một khoảng cách ngắn, còn dây tín hiệu là 600m, sử dụng cáp 5A. Ở đây thì mình sẽ đấu vào zone 1, đấu theo kiểu thường đóng. Hiện tại sau khi mình kết nối thiết bị với trung tâm thì trung tâm không báo lỗi. Tức là hệ thống của mình đang hoạt động bình thường, ok. Ở đây thì mình sẽ test báo động cho các bạn xem. Each arm. Each arm. Ok, như vậy là với 600 mét dây sử dụng cáp 5A thì chúng ta đã hoạt động khá ổn định. Thì sau đây mình sẽ tiếp tục dùng thêm một cáp 5A nữa, 300 mét nữa để mình test xe 900 mét thì hoạt động có ổn định không nha. Each arm. Như vậy là với 900 mét dây tín hiệu thì hệ thống chúng ta hiện tại đang hoạt động rất ổn định. Thì mình hy vọng sau clip vừa rồi thì anh em chúng ta sẽ có thêm cái cơ sở thế để việc lắp đặt cái hệ thống báo động đi với mặt xa. Xin chào và hẹn gặp lại.